Chào các bạn, ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn dựng lên cái phần mà layout với cái background như thế này, và đồng thời mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái khối, một cái logo và một cái thanh navbar ở phần header như thế này. Thì ở phần này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn dựng lên cái phần mà có một cái nền background nhỏ dưới này để cho cái phần nội dung content của chúng ta được nổi bật lên. Thì ở cái rectangle 1 này mình sẽ tạo một cái group để mà chứa nó vào và đặt tên cho nó lại là content. Rồi, kéo ray thả chuột và cho nó vào cái group này luôn. Và bây giờ thì nó đã được nằm ở trong cái group content rồi. Thì các bạn có thể đặt tên nó lại, mình sẽ đặt tên nó là PG Content. Rồi, đổi màu nó lại một tí. Thì double click vào cái hình ô vuông này, ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Khi click vào mình có thể thay đổi tùy thích cái màu mà mình muốn. Đây mình chọn một cái màu hơi xám một tí. Rồi, hoặc các bạn có thể chỉnh cái mã màu ở đây cũng được bằng cách là click như thế này thì chúng ta sẽ được một cái màu mà chúng ta mong muốn. Đây, đổi lại. Và click vào OK để áp dụng cái hiệu ứng đó, thay đổi cái màu. Thì bây giờ cái nền này mình đã có rồi. Thì nhìn qua cái hình mẫu thì các bạn để ý thì cái phần này nó bị mờ hơn để có thể nhìn được cái phần sau background lớn ở ngoài. Thì các bạn có thể click vào nó và giảm cái opacity xuống. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể tạo được cái phần trên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên cái nhìn vào bố cục này, các bạn vẫn phải mở những cái đường gai của mình lên bằng cách là vào view, show và guided, hoặc là các bạn có thể dùng tô phím control chấm phẩy ở đây để mở cái đường gai lên để các bạn có thể vẽ được cái chính xác. Thì cái phần này nó được cách vào khoảng ở đây một cái khoảng. Thì mình sẽ, do mình đã có những cái column được hỗ trợ từ 960 rig này thì các bạn có thể cân chỉnh nó rất là dễ dàng. Thì phần nội dung các bạn thu nhỏ một tí và nhìn nó đây, cái phần background nhỏ mà giảm cái độ mờ ở đây của mình. Vậy thì mình còn cái phần trắng như thế này, phần sáng như thế này, bao gồm cả chiếc xe hơi ở đây. Thì nó có cái chiều cao á, là tính từ cái BG hồi nãy, lúc nãy mình tạo ra đó, cái BG content nè, thì nó được nhích xuống một tí và nó kéo dài hơn, tại vì BG content của các bạn chỉ ở tới đây thôi. Các bạn quan sát phải chú ý một tí thì nó, cái nội dung của mình nó kéo dài xuống tới đây từ khoảng này. Thì bây giờ mình sẽ, thì mình vẫn thấy là nó cách ở cái phần footer một cái khoảng. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái đường gai ngang để bằng cách footer một khoảng bằng cách là rê chuột vào cái thước và kéo đến khi nào mà mình cảm thấy là được thì dừng lại. Rồi, ở khoảng này bây giờ mình sẽ vẽ cái phần background lớn để mà chứa những cái nội dung chi tiết nhỏ bên trong. Thì mình nhận thấy ở đây là nó có 3 phần đây, được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là cái phần banner nhỏ này, và một cái khối này, một cái như là một cái nhãn dán lên và giảm màu mờ. Và bố cục ở đây được chia làm 3 phần. Ở phần thứ hai, và có một cái phần ngang nữa, chia nhỏ cái phần này ra thành làm hai nữa, và cái phần footer. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái, dựng cái giao diện lớn trước. Thì cái ý đồ của mình là mình sẽ tận dụng lại cái vùng mà màu trắng này, mình sẽ tận dụng lại cái vùng màu xám đi,
cho các bạn nhìn từ trên xuống cho dễ hiểu. Thì mình sẽ giữ lại vùng màu sáng này, màu xám ở đây. Thì mình sẽ tạo một cái vùng sáp có cái màu là màu xám như thế này, để khi mình tạo những cái layer mới để mà chứa những cái banner và cũng như là chứa cái nội dung cái phần chính giữa này, chia làm ba cột này, thì mình chỉ việc đổi màu trắng này và phần footer mình sẽ không cần đổi. Rồi bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình sẽ tạo một cái sáp có độ cao và chiều rộng như thế này và đổ cái màu hơi xám này cho nó. Các bạn vào công cụ sáp và chọn là rectangle tool. Rồi cái vị trí cách khoảng của cái này, cái vị trí cách từ cái nội dung chính của mình cho tới cái PG content này là một cái khoảng nhỏ, và nó cách đều một khoảng là một cái column, thì mình vẽ mình có thể ước chừng được. Rồi khoảng vô đây 320 pixel tính từ trên. Thì mình sẽ vẽ một cái nội dung tính cách từ ở đây có một cái column và cách và một cái khoảng cách giữa hai cái column này á, thì mình sẽ vẽ tính từ ngay cái rìa cái khoảng cách đầu tiên cho đến cái rìa của khoảng cách cuối cùng, kéo xuống cho đến cái đường gai mà mình đã tạo ra từ trước đây. Rồi buông ra, nó sẽ tự đổ cho các bạn một cái màu xám như thế này đây. Thì mình muốn ở đây là mình muốn ở đây là một cái màu xám quá tốt. Ở đây là có sẵn một cái màu xám luôn rồi. Thì việc còn lại thì các bạn chỉ cần cho cái banner này vào. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái bức hình có cái chiếc ô tô đây, có những cái chiếc ô tô như thế này. Rồi chọn về công cụ Move Tool và kéo thả vào cái vùng làm việc của các bạn đây, thả vào đây, bật cái bảng layer lên. Thì những cái này nó được chứa trong cái content. Thì mình muốn quản lý nhỏ cái phần content lớn này nữa bằng cách là mình tạo một cái group để mà chứa những cái nội dung bên trong nó nữa. Thì cái group này sẽ là cái group banner. Rồi mình sẽ cho cái hình này vào cái group banner bằng cách là click trái chuột. Đây mình đặt tên nó lại là BN hoặc PN đi, tức là banner. Rồi rơi bỏ vào cái group banner này. Rồi thì mình sẽ resize nó lại một tí để cho phù hợp với lại cái khoảng này. Mình tắt đường ra đi bằng cách là nhấn phím Ctrl và dấu nháy. Các bạn có thể nhấn Ctrl T để transform cái vùng mà mình cần resize lại và thu lại, thu nhỏ lại. Ok, dịch chuyển nó qua bên trái một tí. Rồi nó cũng còn hơi nhỏ, hơi rộng hơn so với cái nền background sau. Mình có thể cân chỉnh này sau vẫn được. Rồi ok, bây giờ mình đã có một cái banner với kích thước như thế này. Mình quay lại hình ban đầu để mình nhìn thành mẫu. Thì ở cái banner này mình có thể, các bạn có thể tùy chỉnh cái nội dung nó và resize những cái màu mà mình yêu thích, chứ không nhất thiết là mình nhìn vào cái hình mẫu và mình làm y như người ta. Thì ở cái BN này mình cho nó lên cái phần top của cái PC content này một tí. Đây, ở khoảng này. Cái này là cái nền của ở giữa, thì mình đặt tên lại cho nó là PG Center. Rồi thì cái lớp banner này đã được quản lý ở đây, group nó lại, có thể đấm màu để các bạn dễ phân biệt luôn, là màu cam đi, orange.
và cái phần content chung này mình đánh màu nó là màu chọn màu cam. Rồi cái phần group này mình đã cho nó là màu xanh lá cây, và riêng cái group con nó thì có màu cam như thế này. Thì những layer bên trong nó cũng sẽ được đánh cái nền của con mắt xem này là màu cam. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái phần mà mình vừa vẽ ra từ trên này xuống, chia nó thành 3 phần. Do là cái kích cỡ hình của mình bao nhiêu đây là nó cũng đã đẹp rồi, thì mình muốn chia phần còn lại ra thành 2 phần thôi, bằng cách là các bạn có thể dùng cái công cụ thước ở đây, click phải chuột vào cái công cụ này nè và chọn ruler tool và đo nó. Đến phần này đây, mình nhận thấy là cái chiều cao này có độ cao là 1175 pixel. Thì do nó cắt tớp một cái khoảng như thế này, lúc ban đầu những cái đường gai mà mình tạo ra đó nó đã được chia sẵn cho các bạn rồi. Vì vậy bây giờ đây thì việc còn lại thì hai cái nội dung cái phần này đã được chia ra, tính từ cái khoảng này thì các bạn có được 3 phần. Đây là cái phần 450 đầu tiên, zoom nhỏ lại để nhìn. Rồi các bạn có phần này 450 đầu tiên và tiếp tục là 450 nữa. Thì các bạn có thể cân chỉnh cái này là một tí để cho phù hợp với lại cái nền, tính từ cái phần rìa của cái bên này cho đến đây. Hoặc là các bạn có thể là resize lại cái bên này sao cho phù hợp với mình cũng được. Các bạn có thể nhấn phím Ctrl T và transform nó to hơn, tùy theo các bạn mong muốn. Đây Ctrl T và nhấn giữ Enter và Shift để zoom to hoặc là thu nhỏ nó lại mà ở đồng tâm, tính từ tâm. Rồi khi mình được cái chiều cao mà mình muốn thì các bạn có thể buông chuột ra, không transform nữa. Đây mình dùng cái phần này vừa đủ để chiếc xe mà nó hiện ra thôi. Ok thì cái phần này nó còn thừa. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn là sử dụng cái layer mask, thì các bạn có thể click vào cái vùng này và chọn click vào cái vùng BG Center, tại vì mình muốn cắt nó chỉ lấy cái vùng này thôi. Click vào đây và click vào BG Center nha. Rồi các bạn click vào lại cái layer banner này, BG này, và click vào layer mask thì nó chỉ chọn đúng cái phần này cho các bạn thôi, rất chính xác mà chúng ta cũng phải cần cân chỉnh như lúc nãy. Rồi đang rất là đẹp, mình cho nó xích lên một tí. Đây mình sẽ tạo lại, do đôi khi nó bị chuyển qua cái hệ màu khác, các bạn có thể vào channel và click vào đây lại để mà di chuyển nó lên top. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ vẽ tiếp cái phần nội dung ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ tạo một cái lớp màu trắng để mà chứa những cái nội dung này. Đầu tiên các bạn bật đường gai lên để nhìn rõ hơn. Thì cái phần này chưa có được chia, các bạn có thể kéo chuột từ cái thước này canh ra giữa tính cái đoạn này 1000 pixel thì khoảng 1020 thôi, 1040. Rồi ở cái vùng này nó sẽ đã chia đôi được cái vùng màu xám này ra thành hai phần, từ rìa này cho đến đây và từ cái phần này cho đến phần cuối cùng, cái phần footer. Thì ở cái phần nội dung này ở trên này mình sẽ cho nó hơi to một tí, thì mình cho khoảng tới đây luôn, nội dung màu trắng. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái shape để mà vẽ cái màu trắng lên cho nó. Thì vẫn như lúc đầu, mình sẽ vẽ từ cái phần rìa của cái thằng column thứ nhất ở đây đến cái phần rìa của column cuối cùng và kéo đến cái đường gai đây bung ra. Bây giờ nó đã tạo cho các bạn một cái lớp, mình sẽ chọn cái fill khác, tức là bằng cách là click vào cái thẻ màu fill này, đỏ màu để các bạn dễ phân biệt, chuyển về màu trắng.
Rồi, tắt cái đường ra đi. Mình đã có một cái vùng như vậy, thì nó hơi to hơn so với lại cái bên nào, thì các bạn có thể chọn vào cái EG Center này và click vào đây, chọn lại cái layer mask để chỉ còn đúng lại cái phần này. Rồi, mọi thứ đã được đi vào cái đường lối thẳng hàng rồi, thì các bạn cứ việc tạo cái nội dung ở trên này. Mình sẽ chia cái phần này ra thành 3 phần nữa bằng cách là bật cái đường gai lên, Ctrl chấm phải. Đây, rất tiện lợi, nó đã chia các bạn những cái column với khoảng cách là 40 pixel như ban đầu mình nói, thì các bạn chỉ cần nhìn vào hình mẫu. Và đây, nó cũng như các bạn để ý thì người ta cũng đã có những cái cách, có những cái khoảng cách này rất là đều nhau, thì các bạn có thể tạo một cái vùng text tương ứng cho nó. Ở bài trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, các bạn có thể click vào cái phần chữ T này, phải chuột vào và kéo nó. Các bạn cẩn thận, ở đây có một cái khi các bạn rê chuột lên cái phần này, nó hiện cái icon mà có dấu ngã, cái đường giống như có một cái đường bát. Nghĩa là sao? Bởi vì các bạn tạo cái banner này, các bạn tạo một cái sáp này, cái sáp màu trắng như thế này, thì đặc tính của nó là một cái đường, nó đang hiểu là một cái đường sáp hoặc là một cái đường bát nào đó. Thì khi các bạn mà rê chuột gần nó thì nó sẽ hiểu là các bạn muốn tạo một cái đường test ở trên cái đường bát hoặc là cái phần sáp mà các bạn đã vừa tạo ra. Vậy các bạn có thể vẽ một cái thước nó để phân biệt ở dưới nó. Mình cho nó padding vào khoảng chừng bao nhiêu đây thôi, một tí. Rồi, và từ đây các bạn có thể vẽ ra được một cái vùng test. Các bạn click vào đây. Nãy mình click nhầm đến tầm cái layer, mình sẽ xóa layer này đi. Và vùng mình cần làm việc là cái vùng nội dung ở giữa này. Mình cũng sẽ quản lý nó bằng cách là click vào đây và tạo một cái group đồng cấp với lại banner và quản lý cho cái thằng nội dung chính giữa. Mình sẽ đặt tên là main content. Rồi, kéo thả cái lớp này, mình đặt tên là luôn nha, content và content thôi. Rồi, kéo vào ở main content. Rồi thì bây giờ nó đã được quản lý, mình sẽ đổi màu để các bạn dễ phân biệt luôn. Màu blue. Rồi màu xanh. Đây, ở cái phần này các bạn có thể tạo một cái vùng test lên cho nó bằng cách là vẽ lên từ cái phần đường gai mình đã tạo ra. Mình sẽ tạo một cái phần như vậy. À, bây giờ như vậy, mình sẽ chia ra. Bây giờ ở đây có một cái column là 40 pixel. Các bạn sẽ đếm những cái column này. Thì ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Các bạn tắt đường ray để mà quan sát cái layout mình đã thật là cân chỉnh chưa. Rồi, bây giờ các bạn có thể vẽ những cái đường vùng test area bằng cách là click vào chữ T này và vẽ nó, click sát đường gai các bạn. Ở đây, phần chữ T đó là mình vừa tạo ra, vẽ lại một cái vùng này. Chuột mình bị cái gì, để mình tí. Rồi, bây giờ các bạn có thể tạo một cái vùng test error bằng cách là click vào công cụ này và vẽ nó ra một nơi nào đó, bất kỳ cũng được. Đây, ví dụ ở trên này tạo một cái vùng test để các bạn có thể điền một cái nội dung nào đó, chẳng hạn như là đây là ghi là tô do chữ mặc định nó màu trắng và cái nền màu trắng, các bạn không thấy được, các bạn có thể Ctrl A để chọn hết cái vùng test mà đang làm việc.
click vào và đổi nó thành một cái màu đen đi. Rồi, để thấy rõ hơn. Ok. Rồi. Chọn cái phông in đậm luôn tí để các bạn dễ nhìn. Rồi. Xe chọn quét chọn hết phần text và tăng cái chỗ chữ này lên luôn. Rồi, đó chừng như đây thôi. Model Studio. Sao? À, 3.0 Bin. Ok, click OK. Các bạn có thể tùy chọn phần text này như mình đã hướng dẫn, bằng cách là chọn vào đây và chọn cái kiểu chữ cho nó, mà chữ như thế nào đó mà các bạn thấy thích. Rất là nhiều, ở đây rất là nhiều cái phông, thì các bạn chọn, mình chọn mặc định về cái phông như lúc đầu đi. Magento rất là nhiều, các bạn có thể chọn cái kiểu chữ mà bạn thích. Mình chọn về cái phông chọn một cái phông đẹp một tí để mà các bạn có thể nhìn thấy bắt mắt này cũng được, hoặc là cái phông này cũng được, cái phông này mình thấy cũng được rồi. Rồi, click vào đây để mà ok. Thì các bạn chú ý là ở đây mình muốn chia nó thành là 3 phần. Vậy cái phần test này mình phải nhỏ cho nó nhỏ lại bằng cách là nhấn phím T và chọn đúng vào cái phần này. Rồi kéo cho nó nhỏ lại một tí. Đó, chừng bao nhiêu đây thôi. Ok. Cái bộ ok. Rồi. Phóng to lên để các bạn có thấy là cái phông chữ này mình đổi một tí rồi. Nó nhìn nó khó chịu quá. Thanh yêu mình đi. Được rồi. Về. Rồi thì để ra cái phần title của nó. Mình có thể tạo cái phần nội dung bên trong cách là enter xuống và chọn về một đấm gì đó. Bên này nó, ở bên này người ta làm một cái đoạn test và ở đây có một cái nút giống như là cái nút mà more detail để mà xem cái chi tiết của sản phẩm nha. Mình sẽ ghi là em sẽ ghi là sẵn click vào rồi sẵn xong mới nhất từ Nhật Bản với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, các bạn có thể resize cái phần này lại bằng cách là tô và chọn cái kích cỡ là nhỏ, kích cỡ chữ là nhỏ hơn. Rồi, sau khi resize cái phần chữ này lại thì mình có được một cái khối như vậy. Thì mình muốn là nó giống như cái bên đây, chữ của nó tới đây thì nó sẽ tràn xuống và nó không rộng ra bên phần này, không có lớn qua đây, để vừa phần có những cái sản phẩm khác nữa được show ở đây. Thì các bạn có thể click vào phần text đây, tới đây các bạn có thể enter xuống. Rồi, nó sẽ tự hiểu như vậy. Rồi các bạn thêm một vài chi tiết nào đó để demo thôi. Cái này chủ yếu là để làm để các bạn hiểu thôi mà. Mình sẽ copy cái phần này và mình paste nó vào. Đó, như vậy. Đây. Và mình chú ý là đây là nó chia làm thành hai phần nữa. Vì vậy là mình enter để canh lại cái đường gai từ cái khoảng này. Từ đây cho đến đây phải được chia làm hai, mà khoảng cách này mình nhận thấy là nó chưa có được đều lắm. Thì các bạn hãy chia đều này. Và nhấn lại phím T để chọn ở trên này để cho cái phần test này được tràn xuống.
là mình cho thêm một vài cái dữ liệu giả để các bạn có thể tìm, có thể hình dung ra được là nó sẽ là như thế nào. Đây. Có thể các bạn không cần enter vậy mà các bạn kéo cái phần này nè, đây cái phần này, khi bạn click vào thì nó co lại bạn bao nhiêu đó, đó thì nó cũng đã tự động nó bóp, nó thả xuống cho các bạn luôn. Thì rồi mình tùy chỉnh lại một tí nha các bạn. Đây bạn cho nó to lên một tí cũng được, nó tự động nó sẽ tràn xuống. Và các bạn nên nhớ là ở đây mình còn cái phần Moditon nữa, vì vậy là các bạn cho phần chữ này nhỏ là một tí thôi. Đây rồi ở cái phần text này nó sẽ sinh ra như thế này, một cái khối lớn như vậy, thì mình đặt tên lại cho nó là sản phẩm 1. Rồi nó giới thiệu và tạo một cái group để chứa nó luôn. Thì mình tạo một cái group đặt tên là group sản phẩm. Và cho cái phần text này vào cái phần sản phẩm luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái nút để mà khi người ta click vào nó sẽ chuyển một cái trang nào đó. Khi bạn truy cập một cái website thì nó thường có những cái nút. Thì ở bài trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, các bạn có thể click vào cái công cụ Shape ở đây và chọn là Round Rectangle. Và cái độ bo tròn ở đây mình sửa lại thành là 15, mặt định nó là 10, các bạn có thể fit cái góc này lại, tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo cái độ bo tròn mà các bạn muốn. Thì mình sẽ vừa vẽ một cái nút ở đây, người ta là ta có một cái dòng test nhỏ nhỏ thì mình sẽ làm một cái group hẳn luôn, một cái nút để cho các bạn click vào luôn. Thì mình sẽ vẽ nó ra một cái nút như thế này. Hoặc nó hơi tròn, bo quá, mình fit nó lại là khoảng chừng 12. Ok, thử nha. Đây, bao nhiêu đây chắc có nghĩa là cũng đã được. Rồi bây giờ mình cho nó ở vị trí là bên tay phải, khoảng này thôi. Rồi lưu ý thì trước khi vẽ các bạn nên tạo những cái đường gai để mà khi người ta cắt thì cũng đơn giản hơn. Giờ các bạn rê chuột kéo khoảng này đó, rồi chọn lại cái shape này nha, đó các bạn tương chỉnh lại như thế nào đó, khi người ta cắt thì dễ hơn, cho nó sát cái phần này đi. Và trên form nó một cách là Ctrl T kéo giãn nó ra. Enter. Rồi mình tạo một cái nút này, bây giờ mình sẽ đổi màu nó bằng cách là double click vào cái ký hiệu này, mình sẽ đặt tên nó lại là button 1, tức là đặt ký hiệu là btn đi, btn. Rồi ok, các bạn hãy double click vào và chọn cái màu nút mà các bạn mong muốn, hoặc là các bạn có thể chọn cái style mà áp dụng bên nó. Như những video trước mình đã hướng dẫn, các bạn có thể click vào cái tab style này và chọn đến những cái kiểu mà các bạn muốn, chẳng hạn như là web style hoặc là đây button, click vào button mình append để mình giữ lại tất cả những cái thằng mà đã bật trước sẵn đó. Rồi thì nó đã nằm ở phía dưới rồi đó. Đây button web có những cái button này, button này không có vừa ý mình lắm thì mình sẽ chọn một cái nào mà mình thấy thích. Đây rồi, cái này cũng đẹp nè. Rồi các bạn cứ việc chọn như vậy, nhỏ lại và tắt cái đường gai đi thì các bạn cũng nhìn thấy nó sẽ mường hình tượng được cho các bạn là các bạn sẽ phải làm những cái gì ở trên đây. Rồi ok, mình chọn cái này ha. Hoặc là các bạn có thể chọn một cái nút khác nào đó tùy thích. Hoặc là trên đây có những cái hiệu ứng mà các bạn tạo, chọn những cái nút nè, rất là đẹp. Rồi rồi nút này đi. Rồi ra các bạn có thể
tùy chỉnh cái nút này bằng cách là sửa những cái hiệu ứng của nó lại ở đây. Khi các bạn vẽ ra thì hiển nhiên nó sẽ tạo những cái hiệu ứng ở đây cho các bạn. Thì mình sẽ tạo một cái layer giống như là cái layer này bằng cách là Ctrl Z để nhân đo cái layer này lên và đồng thời nhân đo cái hiệu ứng nó lên. Đây các bạn thấy ra nó đã sinh ra một cái button mà giống y chang như này, có cái chữ là copy, nó đã copy hết tất cả các hiệu ứng cũng như là màu sắc kiểu dáng ban đầu các bạn đã chọn. Bạn click vào đây và sổ này làm một tí nó là btn click. Rồi thì mình muốn làm cái này để làm cái gì, thì các bạn xuống cái phần btn này và xóa đi những cái hiệu ứng của nó. Rồi tắt cái chế độ này đi và sửa lại cái btn này ở một cái màu nào đó hơi đây. Nếu như click vào thì mình nên chọn một cái màu, mình sẽ bật cái này lên và mình dùng cái công cụ hút màu, click vào đây để hút chính xác cái màu mà mình muốn. Rồi tắt cái này đi và đổ màu cái này theo cái màu mà mình đã hút sẵn ngoài này. Ok rồi, bây giờ các bạn đã có một cái nút mà khi chúng ta chưa click vào thì nó sẽ hiển thị như thế này, mà khi chúng ta click vào thì nó sẽ có hiệu ứng giống như là chúng ta đã nhấn nó vào vậy, để tạo đánh lừa thị giác cho cái người xem mà. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái test ở trên này nữa để cho các bạn dễ hiểu hơn. Thì click vào đây, các bạn hãy hình dung nha, dễ hơn bằng cách là click vào đây vào một cái vùng nào đó và đánh lên là cái dòng là chi tiết quét chọn nó và tăng kích thước lên, tô cho nó một cái màu là màu trắng. Rồi hoặc màu đây đi. Rồi chọn về công cụ Move Tool hoặc kết thúc phiên làm việc bằng cách là nhấn phím tổ hợp phím Ctrl Enter. Rồi các bạn trả về công cụ Move Tool, kéo nó vào đây. Wow, và tùy chỉnh cái màu mà các bạn thích bằng cách là nhấn T, nhấn phím T vào đây, hoặc là các bạn có thể double click vào cho nó một cái layer style đó luôn, in around hoặc là khá xấu quá thì mình chọn là outer đi, outer ground. Mà cái này cao quá thì các bạn có thể cái độ opacity này nó nhiều quá, các bạn hãy giảm nhẹ nó xuống. Đây chi tiết nhẹ nhẹ thôi. Rồi hoặc là color overlay để đổi cái màu chữ mà các bạn thích ha. Mình đổi thành cái màu màu trắng đi. Ok đã áp dụng luôn cái hiệu ứng. Rồi để khi các bạn chưa click vào cái button thì nó sẽ hiện như thế này, sẽ cần lại để cho nó nằm ra giữa một tí. Rồi khi mà click vào nó sẽ có hình giống như là chúng ta đang nhấn vào nó vậy. Rồi ok, tất cả những này được chứa trong cái group là sản phẩm, cái group là sản phẩm. Đây mình sẽ đổi màu của sản phẩm luôn để các bạn dễ phân biệt. Đổi thành màu đây, màu tím đi. Rồi đây nguyên một cái khối này thì chúng ta sẽ bật cái đường ra lên để mường tượng được là chúng ta sẽ có tất cả là bao nhiêu cái sản phẩm nằm ở trên này. Thì cái phần này hỗ trợ rất là hay, các bạn khi các bạn chọn cái group này thì các bạn hãy Ctrl Z nữa lên, nó sẽ ra một cái sản phẩm copy nữa. Giờ mình sẽ kéo sản phẩm copy sang bên phải cho các bạn xem. Đây hình dung ra liền. Bây giờ nếu như không canh giữa được hoặc là chia cái khoảng cách khoảng giữa các bạn chia được không được thì các bạn có thể rêu qua bên đây, chọn từ lề bên phải canh vào. Rồi khoảng này. Rồi các bạn đã có hai cái sản phẩm, đây mình ghi là sản phẩm số 2 đi để dễ phân biệt. Rồi những cái layer trong nó thì nó vẫn có cái tên như cũ, nó không có bị trùng ngoài thì cũng không sao.
Rồi các bạn có thể copy thêm một cái nữa bằng cách là kéo cả group này vào cái trong này, vào cái biểu tượng mà nhân tạo ra một cái layer mới, thì nó sẽ tự động nó nhân lên cho bạn tất cả những cái layer trong cái group này. Đây, đặt tên lại là sản phẩm 3. Ok, rơi chuột, kéo nó sang đây. Oh, sorry, mình đã click nhầm. Thì cái công cụ Move Tool này mình đang chọn ở chế độ là Layer. Thì các bạn nên click về để chọn về Group, để mà kéo nguyên cái sản phẩm này. Nó có thể là, khi mà kéo cái sản phẩm nó ra thì nó có dễ dàng hơn. Đây, mình chọn, mình đã quét chọn hai phần này nên mình lo cái background đi luôn, thì các bạn cũng đừng có ngạc nhiên. Mình click chọn một cái thôi và mình di chuyển nó, chọn đúng cái group, chọn vào cái button này đi, đánh một cái màu khác cho nó là màu đỏ chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn di chuyển cái này, từ từ. Wow. Rồi nếu như các bạn, khi các bạn click vào đây và các bạn di chuyển nó thì nó kéo luôn cả cái phần ngoài sau á, thì nó hiểu theo cái lớp chai của nó. Khi chúng ta kéo group á thì các bạn có thể click vào sản phẩm 3 và chọn vào Show Change Form Control, thì nó sẽ tạo ra một cái phân vùng, giống như là nó đã change form một cái vùng chọn của cả cái group 3 này. Và các bạn di chuyển nó một cách dễ dàng là như bình thường, mình chỉ là click vào Control và rơi chuột kéo, quá đơn giản. Đây, các bạn kéo cho nó tới khoảng này thì nó sẽ canh giữa cái khoảng cách là ở đây là một cái column 20 pixel và một khoảng nhỏ, ở đây cũng vậy, một cái column 20 pixel và một khoảng nhỏ thì nó sẽ đều. Nhấn Enter để kết thúc cái phiên làm việc của các bạn. Control Enter hoặc là click vào Show này, tắt nó đi. Rồi, ok, tắt cái đường ra này đi để các bạn mường tượng được cái hình của mình sẽ như thế nào. Đây thì có lẽ là mình sẽ cho cái button này nó dịch chuyển sang trái một tí, và bên tay phải thì nhìn nó có vẻ bên đây quá trống trải, thì các bạn bỏ luôn hai cái group đi vẫn được. Đây, rất dễ, chỉ chừa lại đúng cái này thôi và resize nó. Cái việc các bạn thiết kế và quản lý những cái thư mục này khi các bạn mà chỉnh lại thì nó rất là đơn giản. Đây, rồi thậm chí là ở đây các bạn vẫn có thể tạo một cái group nhỏ để mà quản lý cái nút button này luôn cũng được. Đây, các bạn click vào đây và các bạn chọn vào cái phần tạo group, rồi đặt tên cho nó là button. Ok, rồi dịch chuyển cái button này vào cái folder có tên là button luôn, cái group button này luôn, để cho nó nằm bên trong button. Rồi vậy thì button đã được quản lý hai cái thằng đó rồi, thì các bạn chỉ việc là đây chính là cái button. Thì các bạn vẫn còn một cái button ở đây nữa, các bạn click vào cái group button này luôn. Rồi và cái phần tag này đã bị mất đi, nguyên nhân là do các bạn để nó ở dưới những cái layer được chứa trong cái folder, được chứa trong cái group button, thì bạn nên dịch chuyển nó lên trên một tí. Mình đã quăng nó vào cái bên đây, mình cho nó vào bên button luôn cũng được, tùy theo các bạn quản lý tag và quản lý những cái hiệu ứng như thế nào đó. Thì các bạn có thể chọn cái này, rơi chuột kéo lên cái phần top để hiện cái chữ chi tiết. Đây, khi chưa được click cái button như mình như thế này, click vào, chưa được click, click vào. Ok, rồi tất cả các phần button của mình là bao nhiêu đây. Bây giờ mình bật cái đường gai lên bằng cách là Control chấm phẩy, rồi di chuyển cái nút này luôn, rồi có thể là chọn là Show Change Form vẫn được, nhấn phím Control kéo qua. Khi các bạn lưu ý là khi các bạn di chuyển một cái group hay là di chuyển một cái gì đó mà muốn là ngang hàng hay gì, các bạn cứ việc rê vào kéo và nhấn giữ Shift thì nó sẽ giữ ngang hàng, các bạn sẽ không bị lệch lên, nó sẽ giữ ngang hàng cho các bạn. Đây, nó sẽ
sẽ cho là ở cái khoảng lúc này khoảng này thì nó hơi trống một tí, thì mình cho nó sát cái phần này luôn. Sát cái phần test này. Lúc nó, do lúc đầu mình đã di chuyển nó đi thì nó bị hơi bị nó không có được đều cho nó. Thì rồi có thể nhấn show transform để mà tắt nó đi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đây, mình đã có một cái sản phẩm như vậy. Thì bây giờ mình sẽ dịch chuyển hết tất cả cái này, xích qua bên đây một tí đi ha. Đây, chọn vào sản phẩm show transform control và di chuyển nó. Show transform. Rồi, nhấn phím control và di chuyển nó. Di chuyển nó vào cái khoảng này đi. Rồi. Tắt đi. Tắt show transform. Rồi, các bạn sẽ làm tương tự cái bước như mình, tức là click vào cái drop này và copy nó ra. Sau khi copy ra, đặt tên nó lại là một cái sản phẩm có tên là sản phẩm 2. Rồi các bạn chọn show transform control, tiếp tục rơi và kéo nó ra một phần nữa. Đây, tắt cái show transform đi, tiếp tục copy thêm một sản phẩm nữa, chọn show transform, nhấn phím control và kéo nó một khoảng. Rồi, ok, tắt cái show transform này đi luôn. Rồi bây giờ các bạn có thể bây giờ tắt cái vùng tắt cái những cái gai đi, bạn thu nhỏ lại. Rồi các bạn có thể hình dung ra được là cái những cái sản phẩm mình sẽ show như thế này. Tiếp tục với ba sản phẩm nữa thì mình vẫn làm công cụ, vẫn làm việc, đó là mình đặt tên này là sản phẩm 3 nha các bạn. Rồi ok, chọn ba cái group này, copy, tương tự nó sẽ sinh ra được ba cái group để các bạn xử lý. Vừa copy lên thì các bạn click vào show transform control và nhấn giữ phím control và phím shift để mà kéo nó xuống. Rồi để mà có được cái để cho những cái sản phẩm này các bạn nhìn thấy nó có đều và đẹp thì các bạn nên bật cái đường gai lên. Rồi ở cái vùng màu trắng này mình chưa có chia đo nó ra, vì vậy bây giờ mình sẽ chia đo ra để các bạn có thể cân như thế nào đó cho cái khoảng cách mà lề trên và lề dưới của nguyên cái khối sản phẩm này là hợp lý là được. Đây mình bật cái này lên, mình chọn ba group ở phía trên, nhấn phím show control, full transform control và giữ control, giữ shift, kéo xuống khoảng chừng này. Rồi thả ra và rồi mình có thể tắt cái đường gai đi và xem lại. Đây, những sản phẩm của các bạn đã được đều như thế này, và khi các bạn chưa có click và click vào đây, nó đang hiển thị. Và phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần footer. Thì footer nó cũng đơn giản thôi. Ở đây footer của nó thiết kế nó đơn giản, ở đây binding car vậy đó. Thì mình sẽ sửa lại một tí ở đây, đó là cái thông tin liên lạc cũng giống như là những cái logo mà mình muốn đặt lên trên này, để cho khách hàng người ta khi nhìn vào cái khoảng cách hàng còn biết liên lạc của mình ở đâu. Thì ở cái vùng này mình sẽ tạo một cái group để quản lý nó bằng cách là click vào cái group mà cung cấp với nó, tạo một cái group, đặt tên cho nó là footer. Ok. Rồi, khi các bạn đã có một cái footer như vậy rồi á,
cái group footer này thì các bạn có thể thiết kế cái này là cái địa chỉ liên hệ của các bạn, hoặc là những cái thông tin gì cần thiết mà các bạn muốn để vào ở đây thì các bạn cứ việc thiết kế vào, hoặc thậm chí là các bạn vẽ lại hoặc là cho những cái banner tạo những cái hiệu ứng hoặc là những cái phần quảng cáo gì đó mà các bạn muốn ở đây cũng được. Thì ở đây người ta đã làm cái footer vậy thì cũng khá là đơn giản. Mình sẽ làm một cái hình nào đó với một cái hiệu ứng nào đó ở đây. Thì để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn có thể vào shop và chọn một cái rectangle. Rồi tại footer mình sẽ vẽ một cái đường sáp. Ở đây mình sẽ cố tình mình vẽ nó to hơn để các bạn hiểu rõ tính chất lớp và cái layer mask. Rồi mình đã vẽ ra một cái sáp. Đây mình sẽ vẽ lại cho các bạn dễ nhìn hơn. Chọn cái fill là màu đen đi. Rồi vẽ bự hơn, cố tình vẽ lớn đó nè. Rồi ở phần màu xanh này đi. Nếu như các bạn muốn sử dụng chỉ đây, mình sẽ bật lại cái bảng layer. Đây mình chỉ sử dụng đúng như cái phần mà footer còn thừa mà các bạn đã tạo như vậy thì các bạn phải tắt nó đi và chọn cái đây, cái phần mà BG Center, sau đó là chọn lại cái phần mà rectangle này và tạo một cái layer mask. Rồi lập tức nó đã tạo cho các bạn một cái lớp mặt nạ mà che đi những cái phần mà các bạn không thích nữa. Ở đây nó đã đổi thành một cái màu xám như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái button. Cái button ở đằng trước, ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là vào button overlay và chọn những cái mode mà chọn nó như thế nào đó tùy thích. Thì các bạn có thể lựa những cái nào mà mình thích và giảm opacity nó, hoặc là blend nó, hay là chọn những cái hiệu ứng, những cái mod trộn ở đây rất là nhiều. Thì mình sẽ nhắc lại bài cũ một tí luôn, mình sẽ tạo lại một cái button như mà các bạn mong muốn. Thì đầu tiên các bạn tạo một cái cho mình một cái vùng làm việc mới bằng cách là nhấn to phím Ctrl N. Rồi tại bảng này các bạn chọn về web để có độ phân giải cũng như là hệ màu trên đơn vị là pixel cho nên cho nó chính xác. Sau đó thì cái phần width này các bạn chỉ tạo cho mình là 24 thôi, và height cũng là 24, độ phân giải để nguyên. Ok rồi, mình đã có một cái vùng làm việc mới khá là bé bé, mình sẽ zoom to nó lên và đổ màu background là một cái màu nhạt hơn này một tí. Rồi nhấn to phím là Enter Delete để tô màu foreground. Thì sau khi có được cái màu này rồi thì mình sẽ tạo một cái hoa văn lên nó bằng cách đập vào Custom Shape, chọn đến cái hoa văn mà mình muốn lặp đi lặp lại ở đó. Mình sẽ chọn cái hoa văn là xéo xéo như thế này đây. Rồi các bạn vẽ ra, vẽ vào. Các bạn có thể giữ phím Shift và vẽ ra. Rồi ok, tại cái sáp này thì chưa có màu. À xin lỗi các bạn, cái sáp này nó đang có một cái màu là rất là đặc biệt, đó là nó trùng với lại cái màu mà các bạn tô ở background, vì vậy các bạn không thấy là chuyện bình thường. Khi click ra ngoài các bạn không thấy là bình thường. Thì bạn click vào đây và double click vào cái ký hiệu này, chọn một cái màu nào đó mà các bạn thấy sọc sọc mà các bạn thích. Đây các bạn click vào đây để về hiện tại nè, chọn màu nhạt không nó một tí cũng được, click vào ok. Rồi bây giờ các bạn đã có một cái button như thế này. Thì để luôn cái button thì cái view trước mình đã hướng dẫn là các bạn có thể nhấn Ctrl A tất cả những cái gì mà mình muốn tạo button, vào edit define button và đặt tên lại cho nó luôn, đó là sọc chéo. Rồi ok enter. Bây giờ các bạn đã có được một cái button như mình mong muốn. Thì quay trở lại vùng làm việc của mình. Ở đây
mình muốn đổ màu cho cái đổ cái button lên trên thằng này thì mình chỉ việc là double click vào nó và chọn về button overlay, click cái bảng này rồi nó nằm ở cuối cùng luôn. Đây mình muốn tăng cái scale nó lên là cái độ sọc của nó. Đấy, như mình đã hướng dẫn các bạn cái độ sọc này nó đã được lặp đi lặp lại khi các bạn zoom to nó lên và giảm dần một cách là khi mà các bạn thu nhỏ nó lại. Rồi ở khoảng này đi, rồi chọn cái mode hòa trộn nào đó mà các bạn thích, multiply hay là lighten. Các bạn có thể đi qua lần lượt từng cái mode hòa trộn để mà lựa ra những cái hòa trộn nào mình cảm thấy là mình thích nhất. Này mình đang tìm đến cái button mà mình màu mình mong muốn này, hoặc là các bạn để chế độ normal cũng được, normal cũng được. Ok rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái phần footer với cái đổ cái button như thế này và che bởi một cái lớp layer mask. Rồi thì ở cái footer này mình sẽ tạo một cái thông tin chi tiết, mình sẽ vẽ một cái điện thoại bằng cách là vào công cụ shape, chọn cái custom shape và chọn một cái điện thoại nào đó mình thích. Đây bạn phải click vào cái công cụ làm phim này vẫn được. Đây mình sẽ chọn một cái nào đó mà mình mong muốn. Bây giờ mình sẽ chọn cái gì ở đây, hoặc là mình có thể thiết kế một cái menu để mà cho người ta dễ sử dụng khi mà click vào cái cuối hàng của này. Mình sẽ vẽ một cái menu khác nữa ở dưới này. Thì ở footer thì mình sẽ tạo ở cùng cấp của cái ở đây mình đặt tên là bắt cái nền chéo. Rồi mình sẽ đặt một cái group để mà quản lý nó. Thì cái group này mình sẽ tạo ra một cái menu nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể tiện mà click vào. Mình sẽ tạo sát ở cái vùng mình sẽ không dùng cái nhà, cái này tí nữa mình sẽ cho nó lên trên này luôn để sửa lại cái menu của mình trên này. Menu của mẫu này như hơi bị không được đẹp cho lắm, mình muốn vẽ ra hình để người ta có thể nhìn vào mường tượng nó dễ hơn. Thì ở phần footer này mình cũng tạo một cái menu nhưng mà không phải là cách này, mà mình sẽ vẽ một cái shape khác với một cái kiểu khác mà mình mong muốn. Thì đây có rất là nhiều cái ký hiệu để các bạn có thể mà vẽ ra những cái shape mà mong muốn. Thì các bạn có thể đi qua từng cái nhìn, chọn nhìn sơ lược qua những cái nào mà mình thấy thích. Hoặc là ở phần footer mình không thiết kế menu cũng được, các bạn làm một cái dán nhãn cho quảng cáo hay gì cũng được. Đây các bạn click vào cái phần này, rất là nhiều cái công cụ để các bạn vẽ rất đẹp. Có thể vẽ ra một cái mảng như thế này đó, tô màu fill là một cái màu trắng, màu trắng đi. Ok quá hẹp, quá đẹp luôn á. Rồi chọn cái này là cái quảng cáo. Rồi ok, thu nhỏ nó lại rồi click vào đây, click vào đúng cái các bạn chọn là auto select là layer, chọn đúng cái quảng cáo này, kéo nó đây vào. Để có được cái độ chính xác thì các bạn luôn luôn phải nhớ là bật đường gai đó. Cái hệ thống 960 grit này giúp các bạn có thể cân chỉnh cái này ở cái coi như là cái khu vực mà chính xác và cũng như là nó đều này, kênh ra giữa khoảng này. Thì mình sẽ đặt cái này là cái tắt cái vùng gai đi. Rồi trên này mình sẽ thiết kế một cái dòng ghi chú gì đó đi, hoặc là quảng cáo. Mình sẽ đặt một cái title bằng cách là ở cái group 1 này. Đâu rồi? Đây cái group 1 này mình đặt tên lại cho nó là cái một cái quảng cáo, ghi lời quảng cáo cha này cho các bạn dễ hiểu. Tức là cái này là cái thư mục cha mà chứa đi cái thằng quảng cáo này. Rồi các bạn click vào cái cùng cấp của cái
đó. Thì các bạn đặt tầm cái thẻ sổ bằng cách là click vào các công cụ test. Rồi các bạn đừng có click vào ở trong cái vùng này nha. Khi mà click vào vùng này thì nó sẽ tự động nó hiểu là các bạn muốn tạo một cái test nằm ở trên cái shape mà các bạn vừa vẽ ra thì nó sẽ không hay. Các bạn có thể tạo một cái folder cùng cấp của nó nữa và đặt tên cho nó là test để mà quản lý những cái test mà các bạn muốn thay đổi luôn vẫn được, ok bình thường. Rồi sau đó thì click vào test thoải mái được rồi đó. Là mình đang chọn ở cái folder test này. Khi chọn quảng cáo thì nó hiểu là mình chọn ở shop thì nó có cái vòng tròn icon này, các bạn thấy không? Cái icon các bạn có một cái vòng tròn ở chính giữa con nháy, thì click vào test rồi mất đi, thoải mái vẽ một cái gì đó mình muốn luôn ngay đây, đặt đánh chữ vô luôn quảng cáo. Rồi cho ra giữa luôn, chữ bự lên luôn. Rồi cho màu luôn, ok để mà ok cái để mà chọn cái này thì cái màu này hình như hơi bị không được đẹp cho lắm, mình sẽ chọn một cái màu khác. Đây, khi mà chọn bóng màu thì ngoài này khi bạn rơi chuột ra ngoài thì nó có thể hút được những cái màu sắc mà nằm ở bên ngoài cái vùng làm việc, bạn có thể hút thoải mái và tự động nó chỉnh. Đây nè, nó click vào vùng màu trắng nó tự động nó lấy luôn màu trắng, thậm chí là click vào cái foreground này vẫn hiểu luôn. Giờ mình sẽ chọn một cái màu nào đó gần như là cái màu của nhà của background đằng sau. Rồi chọn cái này, click vào ok. Rồi đây là vùng quảng cáo. Vậy thì quảng cáo cái gì? Quảng cáo là chỗ này mình sẽ cho một cái đoạn test nữa, hoặc là một cái hình nào đó mà các bạn muốn. Ví dụ như mình đang muốn quảng cáo về cái con ếch này đi, hoặc là quảng cáo về đây, quảng cáo về nhà đi, mình muốn bán cái căn nhà này, click ra đây để các bạn có thể tiện theo dõi. Rồi cái vùng là mình muốn nói các bạn, nó tính tiện dụng của nó khi bạn thu nhỏ cái vùng Photoshop này lại nè, cái vùng phiên bản Photoshop mà làm việc á. Rồi đây các bạn click vào cái hình mà các bạn quăng vào thẳng trên cái tab này luôn, nó sẽ hiện một cái dòng copy rất tiện dụng. Rồi không nhất thiết các bạn phải bật open này nọ rồi. Rồi các bạn ơi, click trái vào và kéo nó qua như bình thường mà mình muốn. Đây, thu nhỏ chem form cái hình này lại và thu nhỏ đó, đồng thời là cho cái vùng làm việc mình lớn hơn. Rồi để cái độ chính xác thì làm gì, bật đường ra lên, ok. Cái đường ra này mình sẽ chia cái phần mà cái khung mà để mình quảng cáo này chia làm một cái khối lớn như vậy để khi cắt thì chúng ta cũng dễ dàng hơn. Về cắt như thế nào thì mình ở video sau có lẽ mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn các bạn, riêng về một cái phần cắt thôi. Rồi ok, các bạn đã có cái này, mình sẽ bật cái bảng layer này lên và chọn đến cái shape mà có quảng cáo này đó, do có đường ra ở đây nè. Ở đây nó bị mất một cái phần nhỏ này. Các bạn có thể chem form nó lại. Sorry, chọn đúng cái phần mà quảng cáo này và chem form nó một cách là Ctrl T, nhấn giữ shift và kéo lại đây chút một tí, ít thôi. Rồi ok, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tiếp theo các bạn chọn đúng vào cái layer ở nhà của mình. Rồi muốn có tỷ lệ thì chia đường gai ở đây. Rồi vậy thì cái hình này các bạn hiểu là nó phải cắt một cái quãng như thế nào đó cho nó đều. Ở đây mình muốn phóng to lên bằng cách là Ctrl T và trên form đó, nhấn tổ hợp phím Enter Left Shift bung bự ra đó, một cái to như thế này.
rồi, thậm chí là tạo cái hiệu ứng trên cái layer này luôn bằng cách là chọn vào below embed để có sự cái nổi khối nó lên, hoặc là chọn vào outer ground, chọn một cái màu nào hơi tối một tí để mà nó khi mà nó tỏa cái màu này ra các bạn có thấy tăng size lên. Chà, không có hiệu ứng gì, hoặc là nó có thay đổi mà không nhiều. Để cancel để mình kiểm tra lại. Đây, chọn đúng cái layer này rồi. Bây giờ mình thôi đơn giản thôi, mình chỉ cần muốn cái con này nó như vậy thôi. Chọn đúng cái layer này. Rồi và di chuyển nó. Ok. Ở dưới đây thôi. À, mình không muốn nó làm mẫu quản lý, mình cho muốn nó cung cấp ngoài với mấy cái này để chỉ có test là nó thấy thôi. À rồi, nó đã bị chìm đi bởi vì cái thằng quảng cáo này nè. Cái phần cái mảng quảng cáo này nè, nó đã che mất đi nó rồi, thì mình cho nó lên trên luôn. Rồi, thấy bình thường, quá dễ. Đây là cái hình ngôi nhà. Rồi, tắt cái đường ra đi. Mình có được cái bảng quảng cáo hình ngôi nhà. Còn chi tiết của quảng cáo nữa, mình sẽ làm một cái chi tiết cho cái quảng cáo ở phần footer này. Thì để hình cái nhà. Và mình muốn tạo một cái gì đó ở đây để cho người ta biết là khi mà mua một cái chiếc xe thì coi như là lấy quà về. Ok, ý tưởng đã có liền. Giờ các bạn click ở phần quảng cáo nè, để cho quản lý cùng cái thư mục test. Mình sẽ tạo một cái đoạn test, một cái hiệu ứng test mà ở những cái lần trước mình đã hướng dẫn các bạn, thì ôm lại luôn. Bạn click vào công cụ T rồi chọn với một cái slogan là mua Innova, nhận quà, thả ra. Rồi, ok, cho nó sang đây. Và mình sẽ viết khoa lại những cái chữ này. Ok, còn lên to. Rồi, các bạn có thể chọn màu cho nó luôn. Bằng cách là mình chọn một cái màu. Khi click vào đây các bạn chọn màu ở đây cũng được, hoặc là cái bảng màu ở đây cũng được. Nó hiểu không nhỉ? Đây, nó vẫn hiểu, bình thường. Hàng này đã thay đổi rồi nè. Mình tạo một cái dòng test có cái màu tươi sáng một tí, hơi sáng thôi. Thì chủ yếu là mình muốn demo các bạn xem được cái hiệu ứng khác nữa. Ok, rồi. Tạo cái đoạn test này. Click vào cái công cụ này, Web Test, để các bạn có thể chọn cái style chữ này. Chọn vào thí dụ các bạn chọn vào flat đi. Đó, thì cái dòng chữ của bạn đã được uốn cong. Đó, tăng cái độ cong của nó lên. Thậm chí là tăng cái chiều hướng của cái chữ mà từ nhỏ sang to, từ to sang nhỏ, theo kích thước, theo cái ý đồ của mình mong muốn. Đó, công như thế này. Rồi, ok, rồi tăng size lên luôn, kéo lên. Sau khi chọn ok thì các bạn click vào đây hoặc Ctrl Enter như các bạn xử lý một cái test bình thường. Check vào. Ok, click vào Move Tool và di chuyển nó, thu nhỏ vùng lại tí. Đây, mình sẽ cho cái vùng này nó nằm ở đây và thu nhỏ nó làm tí là bằng cách là chamfer, sau đó là nhấn giữ shift để không làm mất đi tỷ lệ ảnh thật. Còn cho anh ta rồi kéo sang đây. Ok, bây giờ tạo hiệu ứng lên nó luôn, cách là double click vào cái layer test mà mua Innova này, chọn outer ground chẳng hạn, có thể gradient overlay tô cho nó cái màu mà
sáng tối gì đó, từ màu nào sang màu nào các bạn có thể click vào đây và các bạn quyết định bằng cái thẻ Radiant này đó, đổi luôn. Ví dụ mình ok cả đó, tại vì màu nó hơi bị không có đẹp cho lắm, mình có thể tùy chọn màu mà, cái màu là do mình quyết định. Thì các bạn nào có khiếu về phần như là nhìn thấy được những cái đánh giá những cái đẹp cao thì các bạn có thể là chọn nó và resize nó như thế nào là đẹp, đó người ta gọi là khiếu mỹ thuật. Click vào này chẳng hạn, mình chọn cái này đi, ok rồi, chữ nó đã được Radiant như thế này. Các bạn có thể tùy chỉnh cái thông số mà Radiant nó bằng cách là gom cái phần này lại một tí, thậm chí là đè Enter Left kéo ra khi các bạn đang chọn hệ màu này. Mình làm lại đây các bạn xem rõ hơn ha. Các bạn muốn bỏ một cái hệ màu nào mà các bạn thêm ở cái thứ này thì các bạn click chuột trái và kéo nó ra ngoài. Rồi đây màu xanh hết luôn, trả nó về mặc định nè. Bây giờ mình muốn đổi chiều của nó thì kéo qua đây và kéo này qua đây, kéo qua kéo lại thì cái màu của nó thì nó tô Radiant theo chiều ngược lại. À, rồi các bạn muốn thêm một cái hệ màu đi, các bạn hút cái màu ở đây cái. À, xin lỗi, tôi chưa dép. Các bạn click vào đây một cái nè, nó sẽ tạo ra một cái thước màu để các bạn cân chỉnh cái màu mà mình mong muốn, thì nó sẽ bắt theo những cái thằng nào mà gần bên nó nhất. Thì double click vào, chọn như màu trắng luôn cũng được. Đó, chữ các bạn đang được chuyển màu tùy thích, các bạn có thể hoàn toàn chủ động hết. Ok, để mình chọn và chọn thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là crop shadow. Rồi đó, chữ có nổi đổ bóng luôn, muốn bóng càng nhiều thì tăng size càng nhiều lên thì nó cái độ bóng của nó sẽ được tăng cao lên, và các bạn giảm lại thì cái độ bóng lên tại do Max City này đó. Rồi cái độ nhiều ít gì đây nè, đó đậm nhiều đậm ít. Ok, click vào bật đường gai lên một cái. Các bạn đừng quên cái đường gai rất quan trọng. Đây, cái phần đường gai bên đây, đôi khi người ta cắt thì người ta cắt ra vẫn được, không có gì rõ cả. Rồi, ok, bây giờ các bạn đã có được cái phần footer như thế này. Thì mình quay lại cái phần trang chủ một tí, mình sẽ thiết kế lại cái trang chủ này. Mình thích cái banner như cái thẻ này ba như thế nào thì các bạn gom lại để nhìn lại những gì mình đã làm qua. Đây cái phần này như mình chưa được quản lý nó thì vậy. Đây cái này main content đúng không, còn cái group mà chứa nó là content lớn, footer nằm trong một content lớn. Rồi thì main content ở đây, banner. Rồi cái phần background này mình chưa có quản lý nữa nè, bây giờ mình làm cái quản lý nó luôn cho dễ nhìn. Tạo một cái group đặt tên luôn là background. Ok, rồi đây hai thằng này, chọn hai thằng này luôn. Các bạn chỉ chọn một layer, muốn chọn thêm một layer nữa các bạn click vào phím control thì sẽ chọn được hai layer, kéo đồng loạt vào cái thằng background content. Rồi nó đã nằm ở cấp con và tắt nó đi. Ok, rất đơn giản. Bây giờ việc còn lại thì mình sẽ chỉnh sửa cái này lại. Các bạn chọn vào công cụ move tool auto select. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu fit lại cái trên cái thành menu trên này một tí. Thì các bạn chọn vào công cụ move tool và click vào cái layer hoặc layer để chú ý mình tìm tới cái đoạn này thôi, hoặc các bạn chọn group thì nó cũng sẽ tự tìm tới thôi. Đây nó tìm ở captcha của những cái thằng test này ha. Rồi đây để coi mình sẽ làm gì trên này. Rồi mình sẽ cho cái phần test này của tụi nó là
chọn hết tụi nó để chọn thêm một layer mình vừa mới nói là click chọn những cái mình muốn bằng cách nhấn phím control. Giờ nhấn vào cái phím mà dịch chuyển sang phải nè, chơi bằng phím các bạn, xác cái lời bên này. Ok rồi, giờ ở cái mục trang chủ mình sẽ đổi lại một tí, mình không để muốn để chữ trang chủ nữa mà mình sẽ để sản phẩm. Rồi, ok, click vào Move Tool và resize tất cả tụi nó bằng cách là chọn hết Ctrl T đồng loạt nè, nhấn giữ shift thu hẹp 45 độ. Đó, cái con test mình cho nó nhỏ lại một tí. Nhấn phím Ctrl Enter để kết thúc. Rồi, con test mình giữ nguyên nha. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái nút gọi là cái nút Home để cho khi người ta click vào thì nó sẽ quay lại trang chủ. Bằng cách là các bạn vào công cụ Shape nè, Custom Shape, click vào đây và chọn đến hình ngôi nhà. Ok, đây các bạn có thể giữ Shift và kéo lên vẽ một cái Shape như thế này. Rồi ok, chọn màu cho nó luôn, màu trắng. Oh sorry, mình đã đây các bạn cứ bình tĩnh nhìn lại đó, các bạn có thấy sự gì thay đổi không? Khi mình chọn lên cái vùng shape này thì mặc định nó sẽ hiểu là bạn vẽ một cái shape nào đó lên thì nó sẽ đè chồng lên trên cái shape đó. Thì tại lúc nãy mình nhấn phím shift thì những video trước mình đã hướng dẫn các bạn là phím shift là nó có chức năng trong cái việc mà chọn thêm một cái vùng chọn hoặc là vẽ vời thêm những cái gì đó thì nhấn thêm shift. Vì vậy lúc nãy mình đã nhấn shift cho nên là nó sẽ vẽ ngôi nhà đè chung lên hai shape này đang nằm ở chung với nhau. Thì bạn có thể Ctrl Z lại để lùi lại và nhấn Ctrl Enter Z để lùi thêm một bước nữa. Ok, chọn vào cái hit menu này và vẽ thành ngôi nhà vào shape và chọn cái ngôi nhà. Ok, bắt đầu vẽ cái ngôi nhà đó, tô lại màu trắng luôn. Rồi khoảng cách của cái này nó cũng khá là rộng, vậy mình cái ngôi nhà mình sẽ fit nó đọc tí. Đây mình đặt cái tên là house. Rồi ok, click ra ngoài để xem thử. Rồi bây giờ các bạn đã có một cái trang website, một có một cái layout web hoàn chỉnh về bán những cái loại xe ô tô này, những cái sản phẩm các bạn ở đây và click vào để có thể xem được những cái sản phẩm mà mình từng mua đây là sản phẩm mà mình muốn mua. Thì mình vừa hướng dẫn các bạn xong cái phần layout của cái trang người ta gọi là cái trang chủ, trang index, để các bạn cắt nó ra và sử dụng. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái component của nó, tức là mình sẽ bật tắt như thế nào để cho người ta hiểu được là web của mình muốn demo, giống như mình sẽ demo cái web của mình trên cái layout này để cho người ta hiểu được là mình đã đang thiết kế như gì trên nó và cái web của mình hoạt động như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.